BMW X7 thưa các bạn, mất 2 tỷ rưỡi để đưa từ Mỹ vòng qua Đức về sinh và về tới Việt Nam để phục vụ lễ ra mắt nhé. Tay thần kỳ của tôi vẫn điều khiển rồi. Cái này thì đã quá quen rồi đúng không ạ? Loa Harman Kardon. Harman Kardon 16 loa. Không nghe thấy gì. Giờ mình vặn bé nhạc đi. Thưa các bạn, xe cách âm quá tốt. Cái gì đây? Mấy cái xe sao anh? Rồi rồi, để ra đấy. Thưa các bạn, cửa hít nhá, cửa hít này. Đấy, bảy cửa hít. Cách âm siêu tốt. Thực ra cái điểm vừa rồi, cái tình huống vừa rồi để tôi muốn kể với các bạn rằng trên những cái xe BMW, đặc biệt là những cái dòng đầu bảng như thế này, như BMW X7 như thế này, ngoài cái về thiết kế đẹp, công nghệ đỉnh cao, trang bị thì cái khả năng cách âm của nó là siêu tốt. Cái lý do trang bị kính này, các cái tấm kính này không phải hai lớp nữa mà là ba lớp thưa các bạn. Kính trên trần cũng thế, hệ thống cửa panorama này cũng vậy, cũng ba lớp. Vì vậy khi mà bạn mua chiếc xe này về thì bạn hãy cẩn thận với chính những người bạn gái, người vợ của bạn mà chính là sếp của bạn ấy. Nếu như bạn không cẩn thận rất dễ hiểu nhầm là lại không nghe lời vợ đâu, bởi vì vợ đứng ngoài gọi không nghe thấy gì cả. Rồi bây giờ thì chiếc xe này về đặc biệt nhé, nếu mà chúng ta đã bỏ ra được một số tiền nhiều tỷ đồng mua về thì cũng xin thưa các bạn sẽ không phải đi dán kính nữa, tất cả những thứ cái kính này nó cũng là công nghệ rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng ra ngoài để tìm hiểu chi tiết về những cái thiết kế, những cái trang bị trên BMW X7 vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam. Trên X7 có một cái công nghệ đỉnh cao mà tôi sẽ phải giới thiệu với các bạn, ví dụ như đấy là cái hệ thống mà hỗ trợ chúng ta ra khỏi cái điểm đỗ mà chúng ta không phải đánh lái, ví dụ cái đường nó ngoằn nghèo như thế này nhá, thì khi chúng ta vào điểm đỗ xong rồi xe sẽ nhớ lại cái hành trình nó 50m thưa bạn, 50m nhá. Đấy, bây giờ tôi sẽ thử đi, tôi sẽ phải đây một cái, ở đây không có một cái bãi xe cho nên thôi tôi thử ở đây luôn, các bạn sẽ thấy được cái vô lăng đây, ở điểm này này. Anh camera quay lại tôi giúp tôi cả. Đấy, chúng tôi sẽ dừng vào đây nhá, dừng vào đây này. Rồi, VP ạ. Bây giờ tôi sẽ lùi và tôi sẽ chọn iDrive vào cái vị trí như thế này. Lắc sang đây. Bắt đầu ạ. Đây các bạn hãy nhìn nhá. Hãy nhìn này. Đây, cái hệ thống camera trước khi ấy thì các bạn hãy xem hệ thống camera 360 của BMW, nó là đỉnh cao luôn. Đây, có thể điều khiển bằng chính cái tay của chúng ta. 50m auto đánh lái này, tất cả hiển thị trên đây. Bây giờ tôi sẽ cài số lùi và tôi thả tay ra. Đấy, các bạn thấy vô lăng nó tự quay chưa? Lái xe chưa bao giờ nhàn đến như vậy. Lúc nãy tôi rẽ phải thì bây giờ vô lăng nó sẽ đánh trái. Cái hay của camera trên các cái dòng xe BMW, các bạn sẽ thấy rằng là nó là đi đầu luôn. Tôi làm khác tất cả các ông khác. Bởi vì sao? Tất cả các góc camera 360 của các xe khác thường nó sẽ nhìn từ trong ra, nhưng BMW sẽ nhìn từ ngoài vào. Đấy, và tất cả mô phỏng nó là 3D. Oh yes. Thế thôi, thế bây giờ nếu như mà chúng ta vào một cái điểm khó ở dưới cái hầm đỗ xe chẳng hạn. Hầm đỗ xe mà trong khi đấy tôi lại bận một tay gặp bánh mì, một tay lại uống cà phê, thì mình chỉ việc thao tác như thế này mà đấy. Thế thôi, xe nó tự lùi, tự đánh lái, tự chỉnh. Nhàn chưa? Đấy, auto nhá, còn 12, 11 này các bạn sẽ thấy này, cái số km còn lại sẽ trừ chạy ngược lại còn bao nhiêu mét. Rồi, tôi sắp quên rồi. Đấy, shortly, tất cả thông báo hết, quay lại. Hôm nào nhá, hôm nào mình có một cái hầm thật khó vào, mình sẽ thử chiếc này để xem khả năng nó lượn, nó lèo lái như thế nào nhá. Một cái xe có cái kích thước lớn và trục cơ sở dài như X7 ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc xoay sở trong cái không gian hẹp thì nó như thế nào. Với đường phố mình cũng chật lắm, nhưng xin đưa với các bạn, bán kính quay vòng nó rất nhỏ nhé, nó còn nhỏ đến 5. Lý do tại sao? Bởi vì nó có cái hệ thống hỗ trợ đánh lái trên cái bánh sau. Nếu đây các bạn, tôi thử luôn này, mình có thể cảm nhận được này, một cái không gian quá bé. Ô, quá gọn luôn, gọn đến bất ngờ.
Cái lý do là khi mà chúng ta chạy dưới 60 km/h thì nó sẽ đánh lái ngược chiều. Để tao cũng gọn, nhưng mà trên 60 km/h thì nó sẽ hỗ trợ đánh lái cùng hướng để cái độ ổn định của xe ở tốc độ cao tốt hơn. Và trên BMW X7 thì các bạn sẽ thấy rằng nó sử dụng tất cả những gì mới nhất của BMW, từ hệ thống khung gầm, công nghệ về động cơ, tất cả công nghệ điều khiển và giao tiếp với con người. Đây là một xe có thể nói lớn nhất của BMW tại thời điểm này. Họ sẽ thấy rằng hệ thống đèn laser rất đẹp. Để mà nói về công nghệ đèn của BMW thì từ tôi theo dõi BMW khoảng 10 năm trở lại đây, hơn 10 năm trở lại đây, thì những cái gì thuộc về công nghệ đèn có thể nói là cũng thuộc top đầu luôn. Cái lý do cái đèn laser này nó đắt, nó đẹp bởi vì là cái công nghệ, các bạn, công nghệ chiếu xa của nó tốt hơn rất nhiều. Khi mà chúng ta chạy khoảng 9 km/h đổ lên đường điều khiển rất tối thì khoảng cách xa của nó, nếu tôi nhớ không nhầm, nó khoảng 600 m. Các bạn hình dung rằng 600 m là khoảng thấy rõ nhá. Và để phân biệt được cái đèn laser, đèn LED thì các bạn sẽ thấy là cái mảng màu xanh ở đây ạ. Đấy, cái mảng màu xanh ở đây là để nhận diện so với đèn LED. Và cái đèn này nó thiết kế khá là dẹp, cho nên nếu như các bạn nhìn ở cái góc chính diện đây thì cái đuôi xe, phần đầu xe thì nó không quá cồng kềnh. Nhưng nhìn ở cái góc bên thì các bạn sẽ thấy cái đèn rất là trường. Cái câu chuyện về cái lưới tản nhiệt của BMW gần đây thì các bạn sẽ thấy như thế này, cái to to dần đây và có rất nhiều cái hình chế rất là đáng yêu. Tuy nhiên cái lưới tản nhiệt này ngoài cái việc to thì nó sẽ cân đối tỷ lệ của phần đầu xe. Và cái mẫu xe này về trục cơ sở tôi nhớ không nhầm nó khoảng gần 3m1 các bạn, rất dài. Và chiều dài tổng thể nó khoảng 5m1, sát về 5m2. Ở trên cái BMW X7 các bạn sẽ thấy thì cái xe này nó có ngoài cái việc tăng cấp và nó nổi bật bởi vì nó được trang bị rất nhiều cái đường chrome ở mặt trước, rồi lưới tản nhiệt cản dưới. Hai bên xe nó thuộc cái gói trang bị Tour Excellence. Về nghệ thuật bán hàng thì các bạn sẽ thấy là một cái xe bản cơ sở nó sẽ tắt dần các cái đồ trang bị lên và cái giá xe nó có cao dần lên. Bởi vì rất đơn giản, những chiếc mua những chiếc xe sang, tôi sẽ thích những cái gì nó thuộc về cá tính, phù hợp với cá tính, cả một cái nhà khác cả đưa ra option cho các bạn trang bị mà theo cái phát triển. Về hệ thống cảm biến thì các bạn sẽ thấy các cảm biến phía trước này. Trên những xe BMW và những xe Đức nhé, thì về cảm biến và về công nghệ camera thì không bao giờ là thiếu cả, thực sự là như vậy. Đặc biệt là những chiếc xe cao cấp như thế này, có giá nhiều tỷ đồng. Tôi chưa dám nói con số giá chính xác bởi vì ngay tại thời điểm các bạn xem video này, thời điểm tôi giới thiệu giá chính xác cũng chưa có. Nhưng cái điều đặc biệt trên xe này các bạn sẽ thấy rằng hệ thống treo khi nén. Hệ thống treo khi nén á, hệ thống khi nén rất êm chứ không có những cái. Tại sao nó đắt? Bởi vì nó cũng tùy biến theo các cái điều kiện, không thể mềm ở mức độ 1, mức độ 1.5 cứng hơn, mức độ 2, điều kiện theo rất nhiều các cái chế độ. Toàn bộ cái hoạt động của xe cũng như vậy, đối với cái hệ thống đèn pha này nó cũng adaptive. Cái gì mà adaptive chắc chắn rồi, nó sẽ phải đắt tiền hơn. Mâm xe các bạn sẽ thấy là mâm này là có kích thước là 21, nhưng nếu nhìn ấy nó trông khá nhỏ bé so với cái kích thước của xe, nhưng mâm thì nó rất đẹp, nó có rất nhiều tùy chọn nhé. Và cao nhất tôi nhớ không nhầm nó khoảng 22 inch, lốp Continental và công nghệ lốp thì run flat. BMW thì theo đuổi cái công nghệ lốp run flat từ rất nhiều năm rồi. Họ đã bỏ cái bộ lốp dự phòng ra, cái lốp dự phòng ra cùng với cái kích đã không còn trong xe nữa. Điều đấy nó giảm trọng lượng của xe và giảm trọng lượng nó rất nhiều yếu tố, nó cải thiện cái khả năng hoạt động của xe cũng như cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như cái không gian mang lại cho chúng ta để chứa đồ. Chẳng hạn xe này cao 1m8, có lẽ thì không nhớ đây, có lẽ là trước này thì mới thấy về trước là chúng ta alumin cao như ấy. Thì phần thân, nếu như bạn nhìn về phần thân thì các bạn sẽ thấy cái phần đuôi nó to lớn, nhưng phần đầu thì nó còn gì đấy mà cái mảnh mai, nhưng mà phần đuôi thì thôi rồi, vĩ đại. Và cái lý do nó khá vuông ở cái phần trụ D này,
phần chủ đề này để tạo thêm cái không gian khi mà chúng ta ngồi ở hàng ghế thứ ba với một cái mẫu SUV dạng full size thì cái không gian ở hàng ghế thứ ba rất là quan trọng. Nếu như chúng ta vuốt quá hay như thế nào quá để tạo cái vẻ đẹp ấy thì lại mất đi cái không gian, điều này là không được. Còn về thiết kế thì bạn thấy đây, không thể led hết. Điều mà nhìn chung là về thiết kế của những chiếc xe Đức rất đơn giản. Nhưng vật liệu nó mới là đắt. Bây giờ tôi mở cái cốp này ra nhé. X-Drive 40i này, cốp điện này, cam đùi, cảm biến. Tôi nói về những cái công nghệ an toàn thì không phải nói quá nhiều nữa. Bởi vì là BMW mà trên cái xe đầu bảng như này, đẳng cấp, sang trọng, thể thao, mỹ thuật, được lắm. Cốp mở hình vỏ sò, nó tương tự khá giống với những chiếc Range Rover mà tôi đã giới thiệu với các bạn. Đây tôi sẽ mở cho các bạn xem. Với những người chiều cao hạn chế như tôi chỉ có 1m72 thôi, khá thiệt thòi, thì tôi sẽ phải nâng hạ cái gầm này. Ví dụ tôi có thể nâng lên và tôi hạ xuống để mình có thể ngồi chẳng hạn, hoặc làm bất cứ điều gì, hoặc kéo những cái hành lý to. Kéo những hành lý to thì phía bên cốp xe ra. Và với BMW X7 thì tất cả các hàng ghế đều điều khiển bằng điện nhé các bạn. Một chiếc xe cái gì cũng được điều khiển bằng điện, đương nhiên rồi, các cái việc sử dụng, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng, dịch vụ vân vân nó sẽ phải rất là khác biệt. Và BMW các bạn, họ luôn làm khác tất cả những hãng xe khác. Tôi không muốn giống ai cả. Chính vì vậy các bạn sử dụng dịch vụ thì tốt nhất là nên vào hãng. Tôi tin là vậy. Bây giờ có điện tôi sẽ mở ra các bạn xem. Năm này đây là phần có thể để những cái thảm. Xe mới cho nên tôi cũng chưa lấy thảm ra nhá. Giới thiệu Ford EcoSport mới. Không chỉ linh hoạt. Ford EcoSport mới. Chuyên gia đường phố của bạn. Đấy nha, việc gập và việc thu ghế là chúng ta làm ở đây ạ. Đấy. Điện nhá, sau là thả ra. Như các bạn sẽ thấy này, ở hàng ghế thứ 3 sẽ có hệ thống cửa gió điều hòa riêng. Đấy, hệ thống điều khiển nó nằm kia này. Và cửa gió nhé các bạn, trên những chiếc xe sang nó không chỉ là nhựa đâu, nó còn phải là kim loại kìa. Đấy, thiết kế giao diện đẹp, hai cửa gió hai bên đấy, hai cửa gió hai bên đấy. Và ngay cả bên những cái bệ tì tay bên cạnh này này, các bạn sẽ thấy này, cũng da xịn, da merino, da đầu bảng của BMW bây giờ, nhôm gỗ thật, cho để nước. Đó là lý do những chiếc xe sang, xin được bạn, tốn giá rất cao. Tất cả các trang bị đều là đẳng cấp. Bạn đi mua bất kỳ một món đồ gì, bạn sẽ hiểu từ đồ ăn, thức uống cho đến đồ đồng hồ, rồi giày dép, rồi vân 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 vân. Tất cả. Các bạn thấy không ạ? Thay vì việc với những chiếc xe nha, với những chiếc xe mà nó rất to ấy, tôi sẽ phải luồn tay như này này. Đó. Thì bây giờ thì tất cả đều bấm ở đây. Rồi các bạn sẽ hãy so sánh với những chiếc xe Toyota mà xem. Chúng ta sẽ kéo dập và một xe điều khiển điện thì nó sẽ như thế nào, chúng ta bàn luận rất nhiều về cái vấn đề đấy rồi. Chống kẹt đi, đẹp luôn. Quá hay. An toàn, thiết kế an toàn, cái gì cũng thế. Đóng vào. Vương ơi, không phải mở ra mà Vương ơi phải đóng vào. Nói chung là không chỉ trong khoang êm đâu mà tất cả các cơ cấu hoạt động theo dạng cơ điện tử nó đều rất êm, ít êm ái. Cái thiết kế tổng thể của khoang xe BMW bây giờ các bạn sẽ thấy là nó dùng chung các cái module, tùy trên những cái dòng xe theo 1, 2, 3, 4, 5 vân vân gì đó thì cái trang bị nó sẽ tạo nên sự khác biệt và cái không gian nó sẽ khác biệt. Ví dụ như những cái bản cao cấp thì các bạn sẽ thấy bên này là màn hình 12.3 inch, màn hình bên này cũng là màn hình của hệ thống iDrive cũng 12.3 inch, độ phân giải nét rất cao. Nhưng thứ mà tôi muốn nói trên những cái dòng xe BMW, các bạn sẽ thấy công nghệ nó là sự khác biệt và họ luôn dẫn đầu về những cái công nghệ như thế. Tôi chỉ lấy ví dụ cái hệ thống cam 360 này chẳng hạn nhé. Đó, cam 360 trên tất cả những các cái xe khác ấy thì nó có xu hướng là nhìn từ phía trong ra, nhưng cam 360 trên những cái dòng BMW thì nó xu hướng nhìn vào từ các điểm ngoài vào rất nhiều. Tôi sẽ cài một số lùi và giữ phanh để các bạn thấy. Đúng chưa ạ? Tôi có thể tùy chọn vào đây ạ, để xem cái góc chiếu bên này.
dạng 3D mô phỏng. Nó đẳng cấp đấy, không phải đơn giản đâu. Tôi cũng có thể di chuyển ở đây ạ, để có thể chọn đấy, các cái góc chiếu. Và tất cả cái chuyển động của xe đều bao gồm nhắc nhở, nhắc nhở bằng hình ảnh, bằng cảnh báo bằng âm thanh, và hỗ trợ, ví dụ khi chúng ta lùi sát quá vân 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 các kiểu, hoặc có những cái gì đó thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta. Đấy. Trên những cái công nghệ đó thì tất nhiên rồi, nó là cái gói cao cấp. Bây giờ các bạn sẽ thấy này, Park Assist này, vào hỗ trợ vào chuồng. Tôi sẽ không cần thử nữa bởi vì tôi đã thử trên cái 7 series, các bạn sẽ có thể tìm lại. Ở đây thì tôi có thấy vị trí để điện thoại này, có sạc không dây chăng? Biểu tượng là có nhưng mà không có. Cái lý do không có nó cũng rất đơn giản, bởi vì nó thông thường nó sẽ trang bị theo những cái combo. Ví dụ như bạn sạc không dây thì nó phải đi theo cái gói là chúng ta có thể kết nối với xe và điều khiển chiếc xe từ xa trên chiếc smartphone. Các bạn xem thấy những cái đoạn TVC mà quảng cáo về công nghệ BMW thì sẽ thấy rất rõ về cái điều đấy. Đấy, nó đi theo package chứ bạn cũng không thể tách ra được. Các nhà sản xuất thường là vậy. Hôm nay thì rất tiếc là không có chìa khóa BMW Display Key. Và như tôi vẫn thường nói thì trên một chiếc BMW chúng ta nhân ra các cái chế độ điều khiển thì có thể nói là mười mấy chiếc, từ cái chế độ Auto này, Adaptive này, Eco Pro này, Comfort Sport này. Thì bản chất mỗi cái chế độ như thế này. Đây ạ. Đó, tôi sẽ cài về vị trí đây, các bạn sẽ thấy. Đây, Sport này. Thì bản trong trong Sport nhá, thì bạn có thể tùy biến theo cái sở thích của mình, và thậm chí có thể cài đặt theo cái sở thích của mình. Sport, hệ thống treo có không ạ, hệ thống lái có không ạ, hệ thống động cơ hoạt động như thế nào, vân vân. Thì mỗi cái cụm chức năng này chúng ta có thể tùy biến theo Sport, Comfort. Và về mặt lập trình thì bạn có thể reset ngay lập tức. Các chế độ tương tự cũng như vậy. Cái phần đó thì tôi cũng đã giới thiệu với các bạn khá là nhiều rồi. Và trên cái X7 này các bạn sẽ thấy rằng một chiếc xe cao cấp được trang bị hệ thống treo khí nén. Hay chúng ta hay nói là phục hơi, có mấy nút 1, 2, 3, 4, 5. Ngay cả những cái phím điều khiển này đều được cắt tỉa theo một cái hình rất là đẹp. Cái sự khác biệt trên X7 so với X5 mà các bạn sẽ thấy là ngoài cái việc mà chức năng thì cái vật liệu cũng thế, gỗ thật nhé, rất đẹp luôn, kim loại xịn này. Và có 4 điểm pha lê, tôi sẽ điểm cho các bạn. Cần số, nút điều khiển iDrive, start and stop engine và volume. Ai đó nếu như tìm thấy thêm được một cái chức năng nào đấy thì có thể chia sẻ giúp nhé. Rồi những cái hệ thống vận hành thì cũng tương tự thôi. Trên cái mẫu X7 này thì các bạn hãy quay lại vị trí ghế tôi ngồi này. Mình có thể sử dụng massage ngay đây. Đây chính là massage đây. Ghế trái, ghế phải, vân vân. Sưởi sấy ghế, vân vân, có hết. Thì những cái này thì cũng đã rất quen thuộc trên những chiếc xe sang rồi. Cổng cắm USB, những cái tiêu chuẩn trên những chiếc xe sang bây giờ cũng không thể thiếu được. Hay là những cái hốc cốc này, những cái hộc đựng cốc này thì có nhé. Chúng ta có thể làm lạnh hoặc là sấy nóng nó. Đó, rất hay. Thực ra những cái tiện ích này khi mà càng dùng nhiều ấy thì chúng ta sẽ càng thấy có lợi. Ví dụ như Hà Nội hiện tại đang nóng 40 độ chẳng hạn, thì mình cần một ly nước mát, mình để vào đâu, mình để vào. Còn da trên xe thì thôi khỏi nói rồi, da Merino của BMW thiết kế. Đây, những cái hình mà nó có thể thấy trực tiếp rất là đẹp mắt. Và tôi xin nhắc lại là trong khoang xe của một chiếc xe sang, các bạn sẽ có tất cả, từ những cái công nghệ này, từ những cái giao tiếp, những cái graphic giao tiếp với mình, những cái đồ họa giao tiếp với mình, các chức năng điều khiển, vật liệu và các cụm chức năng phối hợp với nhau, nó sẽ là ở đẳng cấp rất khác. Loa Harman Kardon 16 loa X7 thì chúng ta sẽ thường so sánh với, như cái X7 này ấy, thì chúng ta sẽ so sánh với cả GLS 500 này, Range Rover này, rồi đặc biệt là một siêu phẩm ở Việt Nam mà chúng ta hay gọi đấy là LX 570. LX 570 nó đi theo một cái xu hướng khác. Nghe
ngay cả trên những thành cửa các bạn sẽ thấy nhé, da kim loại, gỗ. Trên X5 ấy các bạn sẽ thấy tất cả những cái hàng phím điều khiển đây này, hệ thống kính này, rồi cửa panorama nó chỉ là nhựa thôi, nhưng mà trên này là mạ kim loại hết. Nhìn nó đẳng cấp, nó đẹp. Rất đơn giản thôi, tất cả các xe nó đều vậy, trang bị nó vậy. Cửa sổ trời ở trên này cũng là một thứ rất là đặc biệt. Khi mà buổi tối các bạn có thể thấy một cái bầu trời nó lấp lánh theo cái màu sắc của cài đặt em, cái màu sắc nội thất mà các bạn chọn, thì nó gọi là Sky Lounge. Rất là, rồi những cái công nghệ điều khiển bằng bay từ trên cái X7 này. Trên cái 5 series đợt trước mình thử, trên cái 7 series mình thử là có 6 động tác. Thì trên cái X7 này thêm 3 động tác nữa là 9 động tác. Dần dần nó sẽ có thể là nhiều động tác nữa, nó hỗ trợ mình thì mình chưa nói được. Nhưng mà rõ ràng công nghệ nghiên cứu đến đâu, ứng dụng đến đấy. Và những cái công nghệ đấy thường trên những chiếc xe Đức phải nghiên cứu rất lâu, nghiệm rất nhiều để ứng dụng trên tất cả những chiếc xe này. Dần mình khoảng cái thứ 2 nhận. Vậy thì tôi ngồi ở hàng ghế gọi là hàng ghế tài xế, nhưng mà lại có cả massage tất cả. Bây giờ tôi ngồi ở vị trí hàng ghế sau là thường cho chủ xe. Tất nhiên chủ xe vị trí VIP nhất là ngồi đây ạ. Tôi ngồi X7 thì với một cái kích thước quá lớn rồi thì các bạn sẽ thấy rằng cái không gian nó quá thoải mái luôn. Và những cái thứ vật liệu cao cấp nó tạo ra cái mùi rất là thân thiện mà dễ chịu. Nhất là các chị em, cái mùi xe rất là quan trọng nhé. Ở đây thì tôi có thể điều khiển này, tôi có thể điều khiển cái cửa sổ trời ở phía sau này. Đấy, ở phía sau nó cũng có một cái cửa sổ trời để tạo độ thoáng này, có thể mở ra đấy. Rồi là có thể đóng mở cái cửa panorama ở trên. Vị trí của ông chủ mà tôi cần những cái không gian riêng tư. Đấy, có thể điều khiển cái rèm. Mọi thứ rất mềm mại, xe sang mà mềm, êm. Rồi, hàng ghế này thì tôi có thể điều khiển điện là lên xuống ngay phía bên này ạ. Đây, các bạn có thể thấy đây, độ ngả, độ ngả tốt nhất là đây nhá. Ra ngồi đang nói nhưng mà chỉ muốn ngủ thôi, nó dễ chịu rồi. Dễ chịu đang còn khi đứng yên, mà khi này chạy nữa thì tuyệt vời nữa nhỉ. Nhưng ghế sau này là chưa có massage, đây là các vị trí để đồ, cốc nước vân vân. Hàng cửa gió hàng phía sau, cửa gió hàng ghế thứ hai đây ạ, giống ở trên những chiếc xe Đức các bạn cũng sẽ thấy rằng là ví dụ các vị trí cường gió này nó không chỉ nằm ở đây đâu, nó còn nằm ở bên cái trụ B kia này kìa, nhiều lắm. Mình có tiền mà thì mình phải trang bị nhiều vào. Rồi hệ thống điều hòa ở đây là 4 vùng độc lập, 2 trước sau, 5 vùng độc lập, xin lỗi các bạn, cộng với hàng ghế thứ 3 nữa. Tôi chút nữa mình sẽ vào hàng ghế thứ 3 nhé. Rồi tai nghe màn hình giải trí và chuẩn tai si ở đây ạ. Đấy, các chuẩn không thể thiếu, bây giờ chuẩn tai si luôn. Nhưng qua cái góc này, máy này các bạn sẽ thấy rằng mặc dù sử dụng cái hệ thống dẫn động X-Drive thì nhưng mà sàn nó rất phẳng. Đấy, ngồi rất dễ. Lợi điểm của những chiếc xe gầm cao mà, chúng ta sẽ rất dễ tạo ra chiếc sàn phẳng, vẫn thoải mái, rộng. Mát quá, mát lắm, luồng gió mát. Da đẹp thật, da nói chung là quá đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ gập cái hàng ghế này lại. Đấy nhá, trên những chiếc xe sang ấy thì là vật liệu này, không gian này, tiện ích này, tính năng này, công nghệ này, tất cả là đều phải sang và đẳng cấp. Thực ra trên cái xe này là xe rất là mới cho nên cũng chưa được active toàn bộ, cho nên các bạn sẽ thấy cái màn hình như thế này, là cũng chưa bật lên để xem tất cả kỹ các tính năng nữa đâu. Nhưng mà quay trở lại cái ghế này nhá, các bạn sẽ thấy một cái ghế này nó có bao nhiêu nút điều khiển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 phím điều khiển nhưng lại có rất nhiều tính năng. Ví dụ như tính năng này chẳng hạn, thì là vị trí nhớ ghế của hàng ghế thứ hai. Ở đây thì điều khiển các cái độ ngả và độ tiến lùi của cái nệm ghế. Đấy, độ ngả lưng ở đây. Và tôi sẽ gặp cái lưng ghế này vào, chúng ta chỉ cần chạm giữ cái hàng ghế này, nó sẽ tiến
lên này. Riêng lập trình cái cơ cấu điều khiển như thế này thôi thì nó cũng đã quá phức tạp rồi. Các bạn hãy thử xem. Mang cái ghế salon ở nhà chẳng hạn, lắp cơ cấu điện vào và điều khiển như vậy xem. Và ở cái góc này máy này các bạn sẽ thấy cái hàng ghế thứ 3. Đó. Đây là hàng ghế thứ 2 tôi đã điều chỉnh lên rồi, đủ khoảng cách để ngồi và khoảng giữa chân nó còn từng này. Tất nhiên là cái ghế này nó hơi dốc, tôi sẽ hẹn các bạn ngồi vào ở một video khác nhé. Còn túi khí thì có 8 túi khí, tất cả vị trí túi khí đều có ghi là airbag hết rồi. Và trên trần đây, trên trần đây. Các bạn có muốn ngồi không? Bây giờ tôi sẽ ngồi. Nên nhớ rằng các cái motor của những chiếc ghế này này, nếu như chúng ta bấm nhiều phím quá, tổ hợp nhiều quá cùng một lúc á, nó sẽ bị kiểu như mình thao tác loạn ấy, thì nó sẽ tự động khóa cái động cơ lại để bảo vệ cái động cơ khoảng một thời gian sau đâu đó 5-10-15 phút gì. Nếu anh em nào mua xe về thử thì đủ thời gian chờ thì sẽ chờ hộ mình lại rồi chia sẻ lại. Đấy, rộng nhá, tựa đầu rộng, ô cửa bên phải, cửa trần, điều hòa thì ok rồi, gió thổi miên man. Vị trí sạc đây ạ, móc vị trí sạc, cổng tai xì đây có hết. Nói chung là chiếc xe này chỉ thiếu có lẽ là nếu mà có thêm những cái trang bị như là bàn làm việc rồi tất cả những cái trang bị mà các bạn sẽ thấy là nó gọi là excellent hoặc là perfect hoặc là siêu individual, nó sẽ chẳng thể kém gì những chiếc Range Rover gì đó các bạn sẽ thấy. Đây nhá, các bạn sẽ thấy là cái ghế này hiện tại là như tôi nói vừa rồi ấy, là khi mà điều khiển nhiều quá loạn nút lên thì nó khóa động cơ, bây giờ đấy không điều khiển được luôn. Thì khi tôi vừa cài cái số D định chạy ấy thì nó báo luôn trên màn hình là phải cái vị trí này sẽ chưa được bảo vệ một cách tốt nhất nếu xảy ra cái rủi ro là va chạm. Đó, một chiếc xe đẳng cấp sang trọng nhưng mà an toàn, nó sẽ thông báo cho bạn tất cả những cái vị trí nào được ở cái vị trí tốt nhất, được bảo vệ tốt nhất. Đó là giá trị của chiếc xe. Các bạn nên nhớ rằng chạy ở châu Âu những chiếc xe này nó cứ auto là trên 160, 170, 180 thì khi đó những chiếc xe Đức thưa các bạn, nó sẽ thể hiện tất cả những cái gì thuộc về giá trị của nó. Vị trí ghế lái ok, ok. X7 êm, quá êm, chúng ta chỉ có thể nghe được tiếng cửa gió điều hòa thôi. Ghế thì tất cả đều sấy rồi. Đấy nhá, bây giờ tôi sẽ chỉnh các cái chế độ hoạt động của xe để các bạn thấy. Vào ca này, setting này, hoặc là driving driving information các bạn sẽ thấy được nhá. Có thể xem được những cái hành trình, dữ liệu của hành trình này. Chế độ Sport Display thì các bạn đã thấy rồi này, công suất, moment, rồi lực G. Xe này có để đua đâu mà vẫn có phải có lực G cơ, kinh nhỉ. Phân tích cái phong cách lái xe của bạn, hay là X-View. X-View này cái rất hay là khi chúng ta off-road chúng ta sẽ biết được cái độ cao của gầm bao nhiêu, cái hướng chúng ta đi, cái độ nghiêng, vân 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 vân, rất nhiều thứ. Đấy. Và có thể xem được cái flow, cái dòng năng lượng nó cung cấp. Ví dụ khi mà tôi tăng lên như này, hộp số 8 cấp. Nó thực sự là chỉ nói là rất êm, nó êm hơn bất cứ một chiếc xe sang nào, xe sedan nào luôn ấy. Đi thẳng. Cái lợi thế của cái trục cơ sở dài là khi chúng ta đi thẳng ấy là nó rất êm. Chính vì vậy mà khi chúng ta đi qua những cái gờ giảm tốc nó đè xuống. Hơn nữa đây lại là treo khí nén nữa, các bạn sẽ thấy cái dòng. Đấy, ví dụ phanh nhá thì nó là sẽ khi mà chúng ta chạy nhanh ấy, đấy, nó sẽ sạc lại cho cái acquy. Trên cái BMW thì các bạn sẽ thấy rằng khi mà nó có chế độ chạy đà, khi chúng ta chạy đâu đó khoảng 6-70 km/h, chúng ta nhả chân ga ra. Đây là được thử gì đây, này C8 à, thì nó sẽ ngắt cái chuyển động và nó chạy trớn, nó chạy đà, giảm cái mức tiêu thụ nhiên liệu. Camera 360, công nghệ camera quá kinh khủng luôn. Một bộ xe nặng tới 2,3 tấn, động cơ 3 chấm, công suất 340 ngựa, moment xoắn cực đại là 450 Nm. Thì các bạn hãy xem, tôi tựa lưng vào ghế luôn. Ôi,
có một chút gì đấy là hơi chóng mặt một tí, hơi. Theo BMW toàn cầu mà test mẫu xe này tăng tốc từ 0 đến 100 km nó khoảng 6,5 giây. Một mẫu xe 2 tấn 3. Tôi nhớ không nhầm như vậy, quá kinh khủng luôn. Hộp số chỉ cần 8 cấp thôi nhá. Động cơ twin turbo hộp số 8 cấp. Nhưng cái vấn đề là cái 8 cấp nó chất lượng như thế nào? Bởi vì nếu hộp số càng nhiều cấp thì cái trọng lượng của hộp số nó sẽ tăng, cái khối lượng sẽ tăng. Đồng thời là cái việc điều khiển sẽ rất khó. Chính vì vậy không phải tham quá nhiều cấp. Hãy vừa dùng vừa đủ, hãy trải nghiệm nhẹ này thôi. X này thì thực sự là còn phải đi nhiều cái địa hình rồi vân vân. Nhưng các bạn sẽ thấy một chiếc xe to hơn 5m, dài hơn 5m, nặng hơn 2 tấn 3. Tôi lái một tay thôi các bạn. Tay rất nhẹ này, thì điều này. Nhưng chỉ cần chúng ta đẩy ga lên thì cái vô lăng nó lại biến thiên khác. Tức là ở đây cái xe này nó sẽ tùy biến cái hệ thống vô lăng này, rồi hoạt động của hộp số, hoạt động của động cơ và hoạt động của hệ thống treo. Bốn cái tổ hợp đấy nó sẽ mang lại các cái trải nghiệm lái khác nhau. Và thưa các bạn, về công nghệ an toàn thì X7 này chả thiếu cái gì rồi. Những cái ABS thì nó quá cơ bản rồi. Nhưng mà ESP rồi, hệ thống cảnh báo va chạm, thậm chí hỗ trợ va chạm vân vân. Và đặc biệt là cái hệ thống X-Drive là một cái rất hay. Khi mà các bạn chạy 4 bánh, một bánh nó rơi vào vùng dầu loang, nó phát hiện ra khả năng trượt, có độ trượt thì nó đẩy cái phần mô men sang cái bánh còn lại, lắp luôn. Tất cả điều khiển tự động. Wow, và đây là BMW màn hình head-up display. Các cái gói công nghệ hỗ trợ lái ấy, thì có lẽ là ở điều kiện Việt Nam thì cũng chưa sử dụng nhiều lắm. Chính vì vậy trên X7 này tôi cũng thấy chưa có trang bị. Có lẽ là tối ưu Việt Nam còn trang bị thì chắc là giá nó cũng phải lên thêm một mớ tiền nữa. Và các bạn sẽ thấy rằng cái trụ A nó rất là thoáng nhá. Kể cả bố trí thêm việc loa này, tôi đặt cái vị trí ngồi tốt này, nhìn thoáng mê miên man. Cái gương này nó cũng bé, thông thường những chiếc xe to bạn sẽ cần một chiếc gương to. Nhưng các bạn nên nhớ rằng cam 360. Tất cả những thứ các bạn sẽ thấy phần đồ họa nó kinh khủng không ạ? Quá kinh khủng. Đây, Sport nhá, Sport. Đấy, Sport này, Comfort. Các cái chế độ lái thì nó khác nhau hoàn toàn luôn. Adaptive Auto, tuyệt vời. Full Digital, đẳng cấp công nghệ hiện đại. Đó là những điều mà tôi muốn nói về chiếc BMW X7 này. Rồi các bạn hãy chờ những cái chương trình review sâu hơn trên kênh nhé. Mong các bạn khi xem xong thì hãy dành một chút thời gian thôi, like, subscribe, comment và rung chuông ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những kỳ tiếp theo.